Ok, vào ngày hôm nay mình sẽ sinh tồn trong ngày siêu khó chồng. Mua gì mốt? Trời ơi. Chết hoài. Ai mới vô có chuyện của cái làng. Hay à. Đừng đau. Bao nhiêu lần thất bại nhưng không làm được tập 1. Tức nó nhồi não rồi đó. Chỗ này nhiều máu này. Chỗ này nhiều máu này. Tức thật đấy. Đấy, nhiều lắm. Không có đủ nhầm, không có gì cả. Có bình luận suy nghĩ chung. Nhiều rồi đó. Nhanh. Ôi đau đau đau, nhắm ngon 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 mày đua ai ngon tôi lâu lắm rồi đó, tôi cá ơi, chọc con nha luôn. Thằng gỗ, vô, chặt, lên, đù. Ờ, dù, chơi que, chơi kiếm. À, thôi, chơi cấp đi. Kiếm làm gì? Thôi, làm xong que đi chỗ khác. Đàn heo nó bu lại chỗ đó. Mày hai nhìn mấy miếng thịt mỡ nó ngon thật á. Nhưng ít cay dữ chợ. Mày có cay không mày? Mày hả bữa bùa nhau à? Mày đi luôn, tát rít người khác mà đi luôn mày. Đi mày hát. Thêm cậu lên thêm đạn rồi đi mày. Lên thôi. Lên. Thằng gỗ sao đi mày? Nhanh, tao không muốn mất thời gian. Chung mày chung mi. Gì đây? Cái này là không được thời gian được. Nhưng bị thử trong rừng không cái gì. Tao ăn cho cái đồ. Không có đồ mà cho nó là xin. Nó xin uống vật. Ôi da 4 phút rồi. Tao mất thời gian đâu. Nó nào xuống. Nó xuống. Trời đất nó cũng mất thời gian á. Quá. Kẹo chết nữa. Đàn con tí nữa. Thang đi rồi.
Đồ đá luôn cơ. Mình kiếm nữa, gọi đủ nguyên sắt đá. Dạ cô. Dạ cảm ơn. Chào cô. Cơ, nói mình đều xong thức thang nữa. Có cái hang này giờ nên thật trước rồi tính. Một thôi mà lên này không lại quên chỗ thịt nữa. Cái là nung hãy đợi tao khi nào tao trở về. Không biết cái chị dễ về nổi không. Ôi, càng nguy hiểm lắm. Trời ơi, tưởng dây gì vậy đó, không có cái gì hết trơn. Cái gì vậy?
bèo ăn mì nhân bao. Nhà con ăn bánh mì. Mẹ đâu mua. Con bao được luôn hết rồi. Mày đổi ra, không ai đổi ra. Mày cho con miếng ớt đi. Hôm qua cái ổ nó có ớt con vẫn ăn được mà. Nó hơi thề thề có đầu lụi. Ok, đi lên. Tưởng gì mà hiện không có gì mà còn gặp một con zombie. Đáng chết. Thắng mình gông với lại nó. Lên. Cái chỗ cái hàng có gì đó. Mùi phải có hàng chứ. Hàng gì vậy cũng cần thiết cho nó. Nó không có gì luôn. Thề độ xuống sao? Nhảy xuống thôi, ok luôn. Ui sắc, nó đâu luôn. Nè con đó. Yes, go mẹ. Lớn đường. Lớn đường. Mình sẽ đi từ từ để khám phá tất cả mọi nơi được bạn nhé. Mình sẽ cố gắng không chết trong mắt để chơi tập 2 cho các bạn. Giờ mình chết là mình kết thúc series luôn. Chứ chết nhiều lắm mà. Lắm luôn. Mày. Ủa sao con cụ như khá là trao rồi. Mày. Đánh nó cũng mệt. Cái thăm độ bền đi kiểu cũng gãy luôn. Mod này thì chỉ nói chung là tập trung nhiều quá chứ ai tầm thì nó khá là ít, nhiều quá thì nó cũng khá là ít nhưng mà đa số là quá mạnh thôi. Cái mod này thì Linh sẽ đi phụ mật mã và nhận tải về test thử cái độ khó của cái mod này thì hãy xuống cái phụ mật mã để tải về chơi chung luôn nha. Cái sao nó nung nó sắc. Đây, còn này.
kê cậu nha. Trong lúc trẻ sắp lưng sau thì mình đi đèo thang. Nhưng mà khá là đói rồi nên ăn thịt vô. Thầy lên nó thì dễ đói thật sự là. Mà ăn cũng nó hấu quá chứ. Chữ ra sao mình chéo cái khiên. Nghe nói trên này đó kìa, chắc là mình có cái khi mà rất là quan trọng cái gì mấy con quái đó nó cũng nguy hiểm chứ đừng nói gì nữa. Nói chung là đầu tiên những cái con quái vật nó đâu nguy hiểm mấy người là zombie rồi cái kìa. Mình không muốn khiên mình cũng không chơi lại đó. Mất thì chị không có bổ sung trong khiên hay là gì hết, nói chung là không có dép luôn. Này thì chỉ tập trung đa số là vào phần boss thôi, còn mấy con khác thì nó bỏ qua hết. Ok, sẽ bán mình rồi. Let go qua cái con này mình thấy sắt ở dưới cơ. Ồ, có scan đang cầm giữ. Sẽ bán mình rồi. Ok, mình canh để mình đặt lắp mà. Rồi đặt lắp không bị con scare bắn nè. Lúc mình đặt lắp thì trời tối nên là mình đi ngủ. Đang tới lúc ngực có sắt thì trời lại tối. À, muốn dùng mấy cái giường. À, mình vừa đặt mình vừa lục kinh đi khá là sợ té luôn á. Trời ơi. Tập này mà té một cái là coi như xin vẫn bị luôn. Rồi còn sợ lúc ship bị hư nữa. Toàn thế là mình tiếp tục chế được một đám khiên hả? Nói chung là đi ngủ mai tính. Đi ngủ cho tóc rồi hả? Ủa đi tới Sài Gòn là đi làm cái gì cũng mau hả? Ôi, con sẽ ké kìa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao mình chỉ được hai cái sản nè hả thầy chỉ được một chứ có số bàn hạt chứ có đường nào nữa mẹ đi mẹ ơi con đói quá rồi tao đánh con bọc 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 mày hứa cái con có thở tao đánh mẹ 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 mười quả chỉ sắt luôn mà như này là đủ lên luôn rồi đó. Ngày thứ hai mình được tách sắt mà wow ok mấy cái sắt không ạ coi tầm này là mình chế phương bổ sắt mình chưa khô máu luôn ok ok cho lên thôi thế là mình đi lên thôi. Rồi xin lỗi mình lung một chút gì ta sao đây là lúc ấy thì mình tập luyện đánh lộn để khi nào gặp những cái con boss nguy hiểm mình có thể chặn nó. Ok tập luyện mình thấy thử skill này. Quầy, hãy vô em. Hãy vô cho em, đừng em loạn nha. Hãy cho em để ăn mày làm cái gì ta. Làm nhiệm vụ quá rồi, chú em làm gì làm. Ok, sẽ chế rồi cái kiểm soát. Để phòng thủ, mấy cái con này nguy hiểm lắm. Phải chơi chết khoan ơi thôi cái gì à quên có khi rồi
Trời luôn. Sorry. Mày theo đuổi. Dễ gì mà bắn hạ được ta. Tiến trình vĩ đại. Wow. Ok. Một cái cúp nè. Một cái drill. Này thế là mình có một đống đồ ngon. Giờ mày làm sao? Dễ gì bắn hạ được tao. Dễ đi chứ. Giờ tao tới cái chế độ rồi tao đập mày luôn. Tao mình chế bộ giáp là được rồi bạn. Mình chế cái áo giáp thôi là đủ cần mọi. À nó ủa. Ủa. Yes, kéo vô lên đồ. Kéo vãi. Mấy chú bị đủ tôm. Nếu mình làm một đôi giày. Mình cho khuôn được sắc view luôn. Bây giờ mình thành hiệp sĩ rồi. Không sợ gì lắm. Trong lúc chờ mình vào xem mình trong đây có gì không. Ui. Sẵn đi sao tức quá nhỉ. Cái kinh nghiệm mà muốn qua. Ô mình làm gì nhau. Mình làm gì nhau nè. Ô chào nhau yêu. Dẹp đi. Kể đi. Hồi nãy mà mình mém tí nữa. Mình nhớ là mất quê luôn các bạn. Mình mất tất nhớ. Mình tủ thật quay. Chết. Thêm chút hai. Mình tính con muốn chế cái này chỉ cần. Đây thêm một cục mà đủ. Đô dài em. Ba cái hoàn ăn thật dài. Kẻ nhưng mà không hết hàng luôn vậy. Yes. Rồi. Thế là tôi đã có phun để giúp sắp rồi. Rồi các bạn ơi. Tôi đã làm kiếm trên bơ rô bè. Bơ lô luôn. Quá bơ lô vậy. Bơ lô bơ lô. Giúp anh. Ui, quái. Yeah, hiệu sĩ sắc. Wow, hãy chia trẻ từng sắc. Ok, sau đấy đi. Phút lên cái này đi. Đấy. 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 Quên quê không đi bước được. Ok. Cố đi, sao không biết được mày, chúng mày đâu. Đổ phế. Thôi, tôi lại đừng bỏ luôn đi. Còn gì nữa. Thôi đấy, trời tối rồi. Cái thế là đã đến. Thế là qua ngày thứ 3 mình tiếp tục
qua ngày thứ ba mình mới chế được một cái giáp sắt, bởi vì mấy cái con quái vật trong đây khá là kinh khủng nên là không thể chế được một giáp sắt, đến giờ không chế được. Thôi không qua thùng lũng rồi, khi anh qua thùng lũng không mua thùng lũng rồi, các bạn let's go. Ôi khoai trời, không có gì hết. Mình lúc đó mình đành đi đường núi để đi cho nó khỏi dính thung lũng các bạn. Dù nó hơi gồ ghề, gồ ghề quá. Ok, xoáy let's go. Mình qua được cái thung lũng đơn giản, có vài chú ông ở kia nên, nhưng mà thấy các chú ấy thế là mình dễ thương hơn là mình không làm gì hết. Mình là một con người tốt các bạn. Rất tốt, rất tốt. Gặp con gì mình đánh cho nấy thôi, chịu mấy con này á. Nhìn cô thật sự không đánh. Okay. Let's go. Nó lên đường đi tìm dụng đất mới. Thì hiện tại thì qua khá là nhiều đất rồi đó. Ui, đau phết. Lúc nào mà mình rớt xuống phát là kiểm tra độ bền, khá là sợ không có giúp mình bị hư. Cái kiếm sắt này thì thuộc đội đánh cho nó cũng khá là chặt, nên là mình cũng khá là chán luôn. Bây giờ tức bộ đánh con nó chặt thì để nó lẽ thắng mấy cái ông quái vật của mình thì sẽ giảm đi rất nhiều. Chú sáng cố gắng thôi. Mình tới một vùng đất tuyết, tuyết phủ trắng nơi này mà. Mình chỉ sợ một đối thủ đáng gần đó chính là Frost Maw, nhưng mà mấy mà mình không gặp nó, chứ mình mà đã gặp nó thì lần bảy số rồi. Không đùa với mấy cái con Frost Maw đâu các bạn, nó là một nguy hiểm phường luôn. Mình đã có bộ giáp sắt nên tỷ lệ chết của mình đã giảm xuống cực kỳ nhiều. Thế là mình đã nó rời khỏi cái trường tuyết mà mình nghĩ là khi mình đi đầu hàng thì còn muốn nguy hiểm nè, đe dọa mình. Ê, hình như có gì sai sai. Ê, cái này trên chút cũ mà. Phải. Tức thật nha. Đây là lần mình sống già nhất luôn. Lúc kia mình chết ngoài, giờ sống già nhất luôn. Thề luôn. Ui dồi. Kiểm tra mình nhé. Chứ không bánh xét luôn. Giết mấy con ngựa để lấy sắt. Quả nhặt to một cái gà nhưng mà hai con ngựa. Thấy con lừa này đáng ghét quá. Chữ lục mẹ mỡ, mỡ nó sẽ không đi mai nữa. Đi mai là một mối nguy hiểm quá luôn. Thế là bao nhiêu con quái creeper rồi à. Frost Maw, dụ hai con Frost Maw với con Frost Maw phát âm khá là giống nhau nhưng mà thôi. Mình nói con gì bạn hiểu con đó vậy. Ok. Dễ trời thầy. Khá là đói luôn. Nên là mình đi tiếp tục để mình đói thêm. Nhưng mà may mà mình rớt hoạt của giấc mình không hư hơn nấy. Thì mình mang bộ giáp sắt cho nó đẹp thôi chứ thật sự là mình không có dùng bộ giáp sắt, dùng cái khiên thôi. Khiên là một thứ đỡ đẹp. Ồ, sao đấy mình dập được một đen nữa. Này,
Mày rồi mày chấm bẻ rồi nha. Mày ác thật tao mày. Mày xin chúc mừng mày đã chứng quạt tử sư bố tập dụng. Mày ha, bạn thấy mình ác chưa? Tóc cần da của mày. Từ từ khi mà chơi mày rác thì cuối cùng cũng giải thích sẽ thủng mua lạnh vậy. Mình tìm thấy một vùng đường nằm lai. Mà mình tìm thấy có slime ở đây. Nó có tìm một con gì thì mình mắc đạo lắm. Tỷ lệ spam của những con slime trong cái vùng động lại thì khá là thấp. Nhưng mà may chỉ đa số là nhà phù thủy thôi, không có nhiều slime. Chứ mình chỗ phù thủy là chỗ của những cái con user hay là vindicator khá là nhiều. Là con mình đi mai nhà một ít tháng. Hơn mình đi mai đều được ít tháng. Nên là cũng vui lên phần nào. Cái tội đắp cái mẹ nó lại luôn. Thắp sáng được rồi chứ sao? Mày mà sẽ ăn thịt cừu. Thịt heo thì mập lắm mà mình không ăn. Thì mình chơi thịt cừu chứ thôi. Cái trời thịt cừu chính là mình đạo lên. Không muốn đứng ở bên mình cố gắng. Để mình nên mà mình xài tay không mình đạo lắc rồi. Chứ mình không muốn đạo bằng cúp rồi. Đạo bằng cúp tốn được bên thế mà. Dù lười cái nào cái mình nghĩ nó đi thích cậu đủ thôi. Ôi chết. Rồi xong tốn nguyên cây đồ bền luôn. Tật quá. Tốn gì mà tốn nhiều dữ trời, tốn gì tốn nguyên cây đồ bền. Vãi nồi luôn. Mày một con bò sẽ lấy hai trái trắng. Chạy đâu vậy? Chạy đâu gì đang chơi? Mày đau nha. Trời ơi, cái gì tốn đồ bền ác vậy? Rồi, tao này tôi phải đi ăn. Tốn đồ bền quá. Ôi. Đúng rồi. Thế là tôi tìm được hai vùng đất mới. Thầy tốn nguyên là ai rồi? Một là vùng đất này, hai là vùng đất tuyết, và ba là vùng đất mà đầu tiên mới spam. Tốn nguyên số mình chính rất hay. Em số mình chính rồi, có ai số chính đây? Nó sẽ nói mình ra khỏi cái vùng đó mà. Cái mod này khá là nhiều lỗi. Nhiều cái điều bị lạ trong mod này lắm các bạn. Nhiều điều biết ổng. Ổng sâu trong cái mod. Mà mình tìm một cái cổng điện một bỏ hoa. Mình thấy sẽ vui. Không hơi. Không. Mình không ngờ mình lướt được. Đấy, nhưng mà không có kim cương. Nói chung là cái gì làm được. Cũng sao vậy?
Cái gì đây? Quả cái cây đứng dậy. Cô chạy về chạy. Thì khi các bạn tải cái mod này về thì các bạn phải chơi Frog, Frog cái gì ta? Frog 1.16 nha. Frog. Frogger, Frogger 1.16 đâu này. Chắc bạn nào cũng biết cài rồi, không hướng dẫn. Nói chung là giờ mình chỉ tập trung 100% vào sinh tồn. Chúng mình kiểm tra coi lên hiện tại là ngày thứ mấy thì ngày thứ hai trong cái map bắt này rồi. Dạ, trời ơi. Trời ơi. Ok. Bán cầu bay nằm ở mình thấy một bà phù thủy à, mình biết nó là cái gì luôn rồi. Hehe, các bạn biết mà. Một khu vực tương đối hiếm. Mà mình hỏi bà phù thủy xem là có gì ăn. Quên đây. Hãy giấu. Hãy giấu. Bà phù thủy với bà mà bà cho mình ăn nguyên lọ to. Khoai hôi. Chết mình được, nó chỉ là mình đau đớn suốt đời thôi chứ nó không là mình bị gì được, trừ đau đớn. Ngày xưa thì mình thấy nhà phù thủy là mình mừng cực kỳ, tại mình nghĩ là nó có đường ngon, ai ngờ đâu đến giờ mình mới biết là không phải được nhịt luôn. Những ngày sau đó bên kia lại tiếp tục là thâm nghèo, tìm cho sống thôi. Và xoáy mình nguyên thức ăn ra. Trên quả địa cầu nếu cách một mũ không, ta vẽ một kinh tuyến thì sẽ có tất cả bao nhiêu kinh tuyến? Nếu mình nung thêm sức thịt bò nè. Mình chờ 7 giây. Mình ngon một cái lọ đi. Lười chờ đợi. Ok. Sao nãy mình kiểm tra bởi giúp mình vậy, nó không bị một cái hư hại gì luôn. Khóa luôn, thật là bánh dài. Không có cái bị hóc mình bị dại thật sự, không hề bị gì luôn, mà có mình cái kiếm mình gần hư rồi, tầm này đi săn bới giặt mà hơi toan. Cái này thì kinh nghiệm không quan trọng rồi, lơ còn rồi lơ là không biết cách nào tôi tìm kinh nghiệm, nhưng kinh nghiệm nó lại quan trọng. Ok, cho nên là cái điều quan trọng của chúng ta thì phải bóp cái này ít bóp, nhưng mà bóp nó khó tìm, anh nó sẽ nên nó sẽ gì ta, nó sẽ làm kéo cái thời gian để sinh tồn hơn. Giờ mình sẽ mở thân cho cái việc sinh tồn trong cái mốt này, thì luôn cái mốt gì mà khó sinh tồn cực kỳ là toàn là gì ta, quái vật đã chơi hardcore rồi, mấy con chơi cái mod này thôi. Nếu mấy bạn chơi hardcore được cứ chơi cái mod này thì nó à, khoan, mình chỉ nói gì boss thôi nhé. Chưa mấy con quái vật thì bạn chơi giáp sắt được cần đấy, mấy con quái vật thì có thể giết được.
mình đi ngoài đi mãi mà không tìm được cái vùng đất ở trên heo ấy, là cái vùng gì mà gỗ mà màu cam cam ấy, gỗ cam ấy. Ở chỗ ba chun sen là đó, ba chun sen chứ nhỉ, ba chun sen là cái gì đây trong gì ta, trong Skyblock mà gì mà cũng có chỗ không đó, bạn chơi chơi thì có thể tải chơi tận dụng giúp nói chung là cái này không có nhạc gì hết nên khỏi tắt tiếng, nhạc thì khá là nhỏ 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 nhỏ. Không có gì ở đây nên là let's go đi lên thôi. Lít lít chút chút nhỏ. Và độ của một điểm là tèo 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 tèo. Bạn thấy tức không? Đi một hồi lại, đi lại chỗ cũ. Trời đất, tức điên. Đó mình chỉ một cái thuyền để mình đi ra chỗ khác. Nó tức ác luôn, đi vòng vòng đi lại chỗ cũ. Vãi. Không có gì phải chửi hết. Nó cứ tiếp tục lên đường đi tìm thôi. Lái thuyền gì đó, vậy nồi CBA nữa. Có lái, giờ bị sợ nhưng có lái thì là bản đồ là yếu tố xác định mức độ khoảng cách khi chuyển từ bán sang thể hiện trên mặt phẳng bản đồ. Ok, mình tìm kiếm đất mới nên là đi vô dùng đất mới luôn. Mắc gì phải ở cái vùng đất cũ nữa này, thế nhưng mà cái vùng này vùng cao rồi, nó cao rồi, nó cao ác luôn. Trời đất ơi, mệt quá, đi khá là mệt, mà vùng cao lại nó cao cực kỳ cao ác đặc luôn, cao đó. Ok, nhập vương cái này đâu phải là cái trường đó này. Ok, ui, tự nhiên có sắt ở đây vậy? Tự nhiên có sắt ở đây chờ. Trời ơi, cam con. Nè, có 2 cục sắt, là ok. Mình làm cái chỗ nhà để mình kết thúc video. Bạn có theo dõi đến tập cuối đi thì bạn thì mình có thể mình sẽ chiến thắng được cho nó. Cứ còn cuối cùng đi. Ok, mà nếu các bạn thích tập 1 của series 100 ngày Moji Mode của mình, chị Quỳnh đã là chúc mừng. Hiện tại mình sinh tồn ngày thứ 3. Mà nếu các bạn thích video này đừng quên đó là cho mình làm share và đăng ký, chia sẻ cùng mọi người chung. Mỗi khi mình ra video mình sẽ nhận được sớm nhất. Ok, bye.
Goodbye.